Hello các bạn nha. Hôm nay thì mình rảnh, mình lên trang Photoshop á các bạn. Thì mình thấy có hình một cô bé rất là ấy ha. Một cô bé nó nhờ trang Photoshop giúp tôi nhé nè. Trang này thì thật sự thì mình cũng muốn tạo một cái trang giống dạng vậy vậy, nhưng mà trang này khá là hay, tại vì mình có thể học, mình có thể chỉnh sửa theo ý của mình. Thì mình thấy có một bạn nhờ thay đổi dùm cái background, thì mình mới lên mạng mình tìm, thì mình thấy cái background này khá là đẹp, và cái background này cũng ngồi nghiêng giống như cái bạn đó. Thì mình sẽ lấy cái background này để mình làm, mình sẽ thay đổi cho các bạn đó theo cái background này thử coi như thế nào. Nói chung là mình không thể nào mà tự sáng tạo lên được, mình chỉ nhờ những cái bức ảnh của những người khác để mình làm nên cái background của mình thôi. À, ý là mình bắt chước mình làm theo background của mình. Thì bây giờ mình sẽ làm cái background này coi như thế nào. Đầu tiên là mình cần phải xóa đi những cái mình cần phải xóa đi cô gái trên bức ảnh này để mình có được một cái chỗ ngồi lý tưởng cho bạn Việt Linh gì ha. Thì cái này mình cũng mới học thôi, cho nên mình không có pro, nhưng mà mình làm thì chắc được, làm cho mấy bạn coi chắc được. Cái nào thì nó ra cái đó là ok. Chỗ này là xong cho nên chắc là nhìn không thấy các bạn. Xong á, xong nước cho nên nhìn không thấy, mình chỉ bôi sơ sơ thôi, tại vì mình sử dụng ảnh đè các bạn. Dùng ảnh đè lên á cho nên chắc là không sao. Cho nên không cần thiết phải tô kỹ. Với lại ảnh này là ảnh Photoshop ở trên Facebook, cho nên lúc mà tải về các bạn, nó sẽ bị kiểu dạng giống như là nó bị giảm cái độ nét các bạn. Nó không còn đẹp nữa. Cho nên mình không thể nào mà làm cái cảnh Full HD cho bạn được. Ảnh mà muốn làm Full HD chỉ có gửi qua Zalo thì mới làm được. Còn mà ảnh Full HD mà bạn gửi qua Facebook là thấy thua. Rồi tạm thời thì vậy thôi. Nó sơ sơ vậy thôi. Để cho cái ảnh của bạn bị che đi. Rồi giờ mình lấy ảnh của bạn này, mình ghép qua, mình chỉnh sửa chút xíu. Ép vô. Từ từ rồi chỉnh lại các bạn. Cái chỗ này thì bị dướng ngay chỗ cổ này ha, bị dướng ngay chỗ cổ này, đây tức là chỗ cái mái tóc của bạn gái này. Nhưng mà mình sẽ xóa đi cái chỗ cổ này trước để lòi ra cái mái tóc, lòi ra phần phía sau, bắt đầu mình chỉnh lại phần phía sau. Đây mình sẽ xóa đi nhẹ phần tóc. Cái chỗ này nữa. Xóa nhẹ đi. Còn phần này thì mình sẽ thấy chết mẹ. Cái này không phải là xóa. Phần này thì mình chỉ cần gom lại thôi. Gom trời lại thôi. Đây. Gom bầu trời lại. Còn bạn nữ này thì mình dùng gom thôi, mình lược bớt những cái phần mà không cần thiết các bạn, tại vì rất là nhiều phần không cần thiết ha, phải dùng gom lược bớt đi. Lúc đầu mình làm thì đâu có bị nhiều vậy, nhưng mà phải bôi các bạn, không bôi nhìn cái hình nó mất đẹp.
làm chơi thôi, làm để giúp các bạn và cũng làm để giúp mình tăng cái kinh nghiệm, làm Photoshop lên. Nếu mà các bạn, nếu mà mình làm bên bên xung quanh này nè, mình không có xóa cho nó mờ mờ đó, thì nhìn nó không thật các bạn. Mình nghĩ nó không thật, tại vì chụp bức ảnh mà các bạn thấy rõ rõ từng đường nét của một vật quá thì nó nhìn nó không thật các bạn. Nó giống như bị cắt ra từ một cái bức ảnh khác vậy đó. Cái chỗ này thì chắc lần lát mình sẽ làm cho nó rộng ra chút xíu. Nhưng mà khoan, để mình xóa đi cái phần phía trong này cái đã. Mình sẽ làm cho nó rộng ra chút xíu cho bạn này có cái chỗ mà tựa, tay vô này. Phía trong này cũng phải xóa cho nó bớt. Phía trong này mà xóa vậy thì nó nhìn thấy lớp da của bạn gái phía sau. Lớp da của bạn gái phía sau mình sẽ dùng nước để phủ lên. Nhìn cũng đâu thấy được. Rồi, bây giờ cái chỗ ngồi này thì nó bị thiếu. Chỗ ngồi này nó bị thiếu quá. Bây giờ mình sẽ làm cho chỗ ngồi này thêm tăng lên thêm nữa. Cũng được chứ các bạn, đúng không? Cũng ok lắm chứ, giỡn đâu. Nhưng mà như là nó bị sao ta, nó bị nhìn nó không có được sáng cho lắm. Mình sẽ làm thêm long lanh tô bánh canh cho bạn. Mình sẽ dùng bút vàng đi. Cái này ở phía trong thì đẹp hơn ha. Này ở phía sau lưng thì sẽ đẹp hơn. Đó. Làm cho nó ngầu vải lòi ra thôi. Nói chung là cái này là mình làm màu mè cho nó che đi khuyết điểm đó các bạn. Chứ thực sự nếu mà mình để là nó sẽ bị khuyết điểm lớn luôn á. Nhìn nó sẽ bị ấy, nó sẽ bị thấy như cái phía sau thấy không đẹp. Dùng cái này để che đi khuyết điểm. Nói chung thì cũng không cần thiết phải phải kỹ thuật.
ổn mà các bạn. Hay là mình cho cái này nó thành màu khác. Có cái nào cho nó nổi lên không? Cái của mình là nổi nhất rồi, còn gì nữa. Ok ha các bạn. Rồi, đây là một bức ảnh thứ nhất. Bức ảnh thứ nhất là mình làm gì là chắc được rồi ha. Không 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 ngon lắm nhưng mà cũng được. Ok ha, chất lượng ha các bạn. Bức ảnh này thì nó rõ hơn bức ảnh đó. Tại vì cái hình này mình lấy từ bên kia qua đã không rõ rồi. Cho nên không ấy được. Rồi, tới bức ảnh thứ hai ha. Bức ảnh này là xong rồi ha. Mình giúp bạn này xong rồi. Rồi mình coi bức ảnh thứ hai coi như thế nào. Bức ảnh thứ hai là bức ảnh ngồi ở trong đá bong bóng. Giờ mình lên mạng mình kiếm gái đẹp coi có thằng nào ngồi trong bong bóng không. Gái đẹp. And balloon. Thời giờ ảnh giờ mình cần một tìm một tấm ảnh nào mà nó liên quan tới việc ngồi các bạn. Ngồi chơi. Ngồi quay về trước này. Đa phần giờ ở trên mạng giờ phụ nữ xài những cái cạnh cái những cái góc chụp là chụp về trước mặt không à, chứ không ai chụp kiểu dạng chán à. Trời đất ơi má, mấy cái hình hết nói luôn. Giờ cái tấm này á, cái tấm này cho ngồi ngoài bãi biển là hợp lý nè. À. Tìm cái ảnh nào mà có biển, có nước. Cho ngồi dọc nước là ok luôn. Mà phải đẹp. Bách rau biển phải đẹp thì mới hay. Mẹ không có tấm nào đẹp á. Ý là những cái tấm này thì nó đẹp là tại vì con người các bạn. Tại vì người mẫu không à thì phải đẹp rồi, còn mà mình cần tìm cái bách rau á các bạn, cái phía sau mà. Mình mượn cái background này ha. Tạo ảnh nghệ thuật nó phải vậy các bạn. Có những cái bức ảnh nó hơi bị gọi là sexy quá không. Giờ mình sẽ thay đổi lại con nhỏ này. Mình sẽ mượn bức ảnh của con nhỏ này để cho bạn ấy vào. Mặc cái bộ đồ này cũng đi biển được mà, đúng không? Mặc bộ đồ đó cũng đi biển được mà. Cho bạn này đi ra ngoài nha. Bạn này không 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 thích ấy ha, cho bạn này ra ngoài đi. Rồi, mời bạn đi chỗ khác chơi. Nhường bãi biển này cho mình. Nha bạn. Rồi trả bãi biển này cho mình.
Rồi bạn biến mất giùm mình cái đi. Rồi, ok ha các bạn. Ai mà để ý đâu. Có cái background đẹp là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ảnh bạn này qua. Trời, làm một cái bức ảnh kỳ công lắm các bạn ơi. Bây giờ ở đâu các bạn? Photoshop mà. Mình là không có pro nha các bạn, cho nên bạn đừng có chửi mình là sao làm xấu quá vậy hay là làm không đẹp quá vậy. Mình đâu có nói mình làm đẹp đâu. Với một cái bức ảnh như vậy á, mà bạn này vẫn bạn ngồi ở đây thì nó bị sao ta? Sao mình thấy nó không hợp lý lắm? Không, tấm này không được rồi các bạn ơi. Phải kiếm một cái tấm nào đó ngầu ngầu. Khó quá vậy. Cái cách ngồi của bạn khó quá vậy. Ơi nãy mình thấy có một cái tấm ngồi. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Đúng là người mẫu luôn các bạn. Có những góc chụp siêu đẹp. Coi mấy tấm này mà bị ghiền các bạn. Nãy giờ phải đi tìm một cái ảnh nào có ngồi được cho bạn này, bạn ngồi vào. Ngồi ở biển thì cũng được nhưng mà phải có ghế đẩu đồ. Còn nếu mà không có thì mình chắc là mình sẽ cho bạn kệ, cho ngồi với mà cho ngồi ở đây chơi đi ha. Dùng cái kỹ thuật này đi lọc đi chiếc thuyền. Rồi bây giờ sẽ xóa. Sẽ tới công đoạn xóa đi bớt những cái nào không cần thiết. Mình không biết cái mấy cái ông này lấy ảnh này ở đâu ra, nó hay là lấy ảnh trên mạng xong rồi đưa cho anh em mình chế ảnh này ảnh kia cho đẹp. Ý là không phải người ta nhờ giúp thiệt á, mà mấy ông tự chế để tăng cái lượt đăng ký lên á, tăng cái lượt đăng ký lượt theo dõi lên á, chứ không phải là ông nhờ là người ta làm giùm đâu. Nhưng mà thôi, đây cũng là cái cách mà để mình tăng khả năng chuyên môn của mình lên.
bước này không đẹp, thôi bước này không làm, bước này ngồi ngồi giữa đây thì mình chắc là mình sẽ không không ấy, mà mình thay đổi cái background phía sau thôi ha, chứ mình cái nhà banh này khó sửa quá. Rồi giờ sửa bằng cách thay đổi cái background phía sau rồi cho thêm chút xíu sương khói vô là xong ha. Giờ mình sẽ dùng công cụ chọn để chọn hết cái vùng phía sau này luôn. Chết mẹ, chọn dính mặt. Chọn dính mặt, dính tóc của cô gái này. Rồi xong. Mask selection. Boom. Xong ha. Đây là mình cho là ngồi ở đây ha. Sau đó mình sẽ lấy Galaxy Sky ha các bạn. Sky đi. Mình dùng cái Galaxy để làm ở ảnh ở phía sau. Cái nào cho đẹp đẹp các bạn. Có một số cái sky rất là đẹp nha các bạn. Có một số sky rất là đẹp, mà có một số sky nhìn không hiểu gì hết trơn. Một số sky cực kỳ đẹp luôn. Sky bao đẹp. Sky này cũng đẹp nữa nè. Sky này đi. Sky bao đẹp. Không những mình phải chỉnh sky mà lát mình phải chỉnh cho nó hợp lý nữa các bạn. Tức là mình phải chỉnh cho nó làm sao mà nhìn cho nó ok. Rồi ok, giờ qua hôm nay lấy sky này để phía sau phóng to lên. Sky này nó không hợp với cái màu này. Sky này nó không hợp với màu này các bạn. Blue sky. Trời xanh đi. Trời xanh nó sẽ hợp. Có những bức ảnh mình làm mình phải làm tới làm lui để coi coi nó hợp theo mức độ nào. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng gì smoke, mình sẽ sử dụng smoke nha các bạn, tức là khói á. Mây sky đi.
smart đi. Lúc lúc thì smart, lúc thì sky. Ý là nhiều khi các bạn thấy mình hả thay đổi tùm lum tà lá hết trơn à. GBE là không đúng rồi các bạn. Các bạn bấm vô nó mà các bạn tải về mà các bạn thấy chữ GBE là nó không hợp lý rồi các bạn. Ví dụ như cái hình này mà các bạn tải về mà thấy BNG này, là khi mà các bạn vô Photoshop á, các bạn lấy ảnh á, các bạn vô Photoshop các bạn lấy ảnh BNG của nó là các bạn sẽ lấy được cái ảnh phía trong. Ôi chết mẹ rồi, cái ảnh này là ảnh xạo điểm bà nó, cái ảnh này là ảnh xạo các bạn. Giờ mình bôi bớt cái phần phía dưới này đi nha, phần bên hông đi. Nhìn kỹ lên thì cô gái này như chưa có ấy, chưa có xóa kỹ. Mang coi này, trên đầu cổ còn cái viền ha, nhìn chưa đẹp lắm. Phần ở dưới đây thì ok rồi, nhưng mà phải cho thêm miếng khối nữa thì mới đẹp. Mẹ nó chả có khối nào mà nó để đúng hiệu ứng như mình cái. Nè, ngay cả khi cái khối đầu nhiều khi không phải BNG GBE đấy chưa, mình biết ngay. Nó là GBE thì chắc chắn lúc mà ra thì nó sẽ là một cái bức ảnh thôi, chứ nó không phải là chán ghê. Bắt buộc mình phải vô DaVinci của mình. Tìm khói. Rồi khối dữ vậy. Tìm khối nhẹ nhẹ thôi. Khối quá trời vậy. Không tìm khối nữa. Tìm sky. Cloud. Ô giờ. Cloud. Nhiều cái nó không hiểu ý nghĩa của mình đang nói gì các bạn. Clo đối với nó là cái thằng Clo trong Fantasy các bạn. Các bạn nếu mà các bạn nào có coi phim Fantasy, Final Fantasy rồi biết Clo. Clo Fantasy. Má khối mịt mù, khối bất tận, bích bùng hết. Thấy ghét thiệt. Khối xanh, khối đỏ thì cho đẹp. Mình chỉ muốn có một lớp khói ở đó thôi mà không được nữa. Chán ghê á. Không không được thì mình phải dùng cách khác các bạn. Giờ ví dụ như các bạn muốn lấy khối này đúng không? Save lại thôi. Ôi chết mẹ rồi. Sau cái lúc mình save lại nó sẽ ra khối khác ta. Đó, các bạn giờ bạn lấy được khối đúng không? Bạn mở hình khối lên CBE luôn, CBE luôn đây, khối này đi, mình chơi khối này luôn.
Đó các bạn thấy không? Hôm nay các bạn nhìn nó bị mờ mờ ảo ảo quá các bạn, nhìn nó không có thấy rất là đẹp. Rồi ha. Ok, hai bức ảnh nha các bạn. Rồi giờ mình CV thôi. CV chọn là JPG, JPE. Chỗ ảnh số 2 sale lại 12. Bức ảnh này đâu ta? Rồi giờ mình lên đăng thôi. Để coi có bạn nào sửa đẹp không ha. Mẹ nó, ai cũng trời ơi, không ai sửa giùm bạn ấy hết vậy. Không ai sửa giùm bạn ấy để mình sửa cho. Đây hình này với hình hai hình này. Để hai bức ảnh lên thôi. Ok ha các bạn. Rồi chắc là clip của mình tới đây tạm dừng ha. Nếu mấy bạn nào thích Photoshop thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. À mình cũng có mới tạo một cái kênh mới. Cái kênh này cũng là kênh Photoshop nhưng mà tên là Cùng Học Với Photoshop CS6 nha các bạn. Cùng Học Với Photoshop CS6 thì đường link mình sẽ để phía bên dưới. Nếu mấy bạn nào thích thì vào và đăng hình các bạn lên thì mình sẽ cố gắng sửa và đăng lại nhanh nhất có thể ha. Rồi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.